Đến bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 20 tháng 1 năm 2017. Anton kính chào quý vị. Các nhà hoạt động bình luận về việc ông Trump nhậm chức, di sản của Tổng thống Obama truyền cảm hứng cho các nhà hoạt động LGBT. Cảnh sát Việt Nam bắt bớ người thăm nghĩa trang Bình An và nhiều tin khác nữa. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Trong 24 giờ trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, các nhà hoạt động và blogger ở Việt Nam bày tỏ nhiều hy vọng. Blogger nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy mong ông Trump sẽ mạnh tay hơn ông Obama đối với tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Nếu như mà chính phủ Mỹ, nước Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách sai trục, thì tôi nghĩ rằng về mặt địa lý Việt Nam hết sức quan trọng. Nhưng mà không phải vì cái sự hết sức quan trọng ấy mà có thể là nuông chiều nhà nước Việt Nam, chế độ Việt Nam, mà họ phải có một chính sách nào đó. Tôi rất hy vọng ở một cái chính sách mới để làm cho Việt Nam thay đổi thực sự. Nhà báo tự do của Việt Nam cũng nói về việc Việt Nam đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Không nên để Việt Nam vừa đi với Trung Quốc lại vừa đi với Mỹ. Đây là một chính sách đu dây mà nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã thành công trong cuộc chiến tranh Nam Bắc 1955-1975. Đấy là cái cuộc đu dây giữa Liên Xô và Trung Quốc. Nên tôi nghĩ rằng là hiện nay là cái cuộc đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ. Và tôi nghĩ rằng cái cuộc ấy đối với thời kỳ mà ông Obama làm tổng thống thì Việt Nam cũng đã thành công đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng là ông Trump lên làm tổng thống, cái chuyện ấy là Việt Nam cũng phải dứt khoát. Và tôi nghĩ rằng là ông Trump làm tổng thống Mỹ, điều đó sẽ tốt hơn cho Việt Nam, cho đất nước Việt Nam và phong trào dân chủ Việt Nam hơn là hai nhiệm kỳ của ông Obama. Và tôi đang chờ điều đó. Trong khi đó, anh Trịnh Bảo Phương, con trai của bà Cấn Thị Theo, người bị bỏ tù vì đấu tranh về đất đai, cũng hy vọng chính quyền ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn cho dân chủ ở Việt Nam. Mong muốn của điều rằng là phía Hoa Kỳ thì họ nếu mà họ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam hơn nữa và họ có những cái áp đặt những cái chế tài nghiêm khắc hơn, đặc biệt là vừa qua thì Obama cũng có ký cái dự luật về chế tài quan chức vi phạm nhân quyền và biệt thủ tài sản, thì em cũng có một chút hy vọng rằng tới đây thì theo cái điều luật đó thì phía Quốc hội thượng viện hoặc hạ viện Hoa Kỳ thì sẽ có căn cứ theo cái đấy để mở chế tài quan chức Việt Nam để thúc đẩy nhân quyền Việt Nam. Thì em cũng đặt một chút niềm tin rằng là khi ông lên nhận chức thì có thể những cái chính sách của ông ấy có thể thúc đẩy được nhân quyền Việt Nam. Ông Donald Trump nhậm chức ở thủ đô Washington vào trưa ngày 20 tháng 1. Anh Trần Khắc Tùng, một nhà vận động cho quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, nói cộng đồng LGBT Việt Nam trân trọng những đóng góp to lớn của ông Barack Obama, người vừa kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Năm 2011, Tổng thống Obama đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ Mỹ bảo vệ người LGBT chống các hành động ngược đãi và vi phạm các quyền của cộng đồng này trên phạm vi quốc tế. Từ Sài Gòn, anh Tùng cũng là giám đốc của Trung tâm Kết nối và Chia sẻ ICS nói. Phải nói rằng là Tổng thống Obama là một trong những Tổng thống Mỹ đầu tiên và lên tiếng ủng hộ cho cộng đồng LGBT, và cái đó nó đem lại cái sự ủng hộ về tinh thần rất là lớn và nó truyền cảm hứng cho cộng đồng rất là lớn. Ngoài cái việc lời nói ủng hộ tinh thần ra thì tôi cũng nhận thấy rằng là Tổng thống Obama cũng ra những cái chính sách rất là thiết thực để bảo vệ quyền của người LGBT. Ví dụ như là có ra một cái chính sách là tất cả các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ đóng ở nước ngoài thì đều phải hỗ trợ cho cái phong trào của cộng đồng LGBT tại cái nước sở tại mà họ đóng. Việc bổ nhiệm người LGBT vào làm việc cho Tòa Bạch Ốc hay trong chính phủ là một bước đột phá của chính quyền Obama. Anh Tùng rất tâm đắc về việc này. Tại Việt Nam, phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ủng hộ nhiều dự án nhằm bảo vệ quyền lợi của người LGBT Việt Nam. Các nhà lập pháp Việt Nam cũng thay đổi cách nhìn về cộng đồng LGBT và các chính sách liên quan đã thay đổi tích cực. Đây được coi là kết quả nhờ sự ảnh hưởng từ các chính sách về LGBT của Hoa Kỳ, sự vận động của cộng đồng quốc tế, giới ngoại giao và các tổ chức dân sự như ICS của anh Tùng. Anh Tùng nói dù không còn là chủ nhân Tòa Bạch Ốc, cộng đồng LGBT Việt Nam vẫn không thể quên ông Barack Obama mà họ gọi là người hùng trên cầu vồng lục sắc. Công an Việt Nam đã câu lưu nhóm các nhà vận động nhân quyền trong 2 giờ khi họ viếng mộ các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa Trang Bình An, tỉnh Bình Dương hôm 17 tháng 1. Nhà hoạt động Trương Minh Đức cho biết. Rất là nhiều công an mặc vụ và bao vây hết là trên 20 người ở trong khung viên đó. Thường phục có, sắc phục có. Sau đó thì chúng tôi họ bế cổng lại, họ không cho ra là đến làm việc với họ. Thì họ phong lưu ở đó gần 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 giờ đó thì họ đưa rất là nhiều lực lượng cơ động cũng như thậm chí cả xe mô tô của cảnh sát giao thông mà đi vào nghĩa trang thì họ làm cái trò gì không? Anh Đức nói mọi người phản đối cách hành xử vi phạm pháp luật, coi thường anh linh của những người đã khuất và từ chối làm việc với công an. Sau khi bị giam lỏng gần 2 tiếng đồng hồ, công an mới mở cổng để mọi người rời khỏi Nghĩa Trang Bình An. Nhà hoạt động cho biết thêm việc thắp hương cho các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại Đài tưởng niệm Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn ngày 19 tháng 1 cũng gặp trở ngại khi nhiều nhà vận động nhân quyền bị chặn không cho ra khỏi nhà. Người mà tham gia về những cái tự do ngôn luận báo chí thì họ công an bao vây căn nhà hết. Trong khi đó thì những nhà hoạt động cũng như Đỗ Thị Minh Hạnh rồi anh Quỳnh Công Thuận rồi một số người khác đều bị bao vây khác trước cổng nhà, họ không cho ra khỏi nhà. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ đó là cái họ muốn gây khó khăn cho cái ngày tưởng niệm Hoàng Mất. Đó là cái điều mà tôi thấy nó rất là phi lý. Đây không phải là lần đầu tiên người dân đi thăm viếng Nghĩa Trang của Việt Nam Cộng Hòa trước đây bị nhà cầm quyền hiện nay ngăn cản hoặc gây khó dễ. Anh Đức nói với thái độ hằn thù như vậy của chính quyền Việt Nam thì con đường dẫn đến hòa hợp hòa giải dân tộc hãy còn xa. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Ít nhất 30 người mất tích sau khi một khu nghỉ mát hạng sang trên núi ở trung tâm nước Ý bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày hàng km và các đống đổ nát vào chiều tối 18 tháng 1. Đợt tuyết lở làm hư hại khách sạn 4 sao Rigopiano ở thị trấn Fornello. Trước đó trong ngày, một loạt cơn địa chấn mạnh đã làm rung chuyển khu vực Abruzzo ở trung bộ nước Ý. Truyền thông trước đó đưa tin rằng nhiều người đã thiệt mạng trong vụ lở tuyết, nhưng các quan chức địa phương không xác nhận thông tin này. Hoa Kỳ và Cuba vừa ký kết một hiệp định phân định biên giới trên biển ở khu vực phía đông Vịnh Mexico. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiệp định này chỉ bao gồm biên giới trên biển duy nhất, không nằm trong một hiệp định song phương trước đây. Hiệp định này phải được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi có hiệu lực. Cuba cũng đã ký một hiệp định tương tự với Mexico để giải quyết những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong Vịnh Mexico. Ba nước đã bàn thảo về các đường biên giới trên biển từ giữa năm ngoái. Hiệp định giữa Mỹ và Cuba được ký kết trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Ông Trump đã đe dọa sẽ lật ngược các nỗ lực của Tổng thống Barack Obama nhằm hâm nóng quan hệ Mỹ-Cuba, kể cả nối lại băng giao và tháo gỡ phần nào lệnh cấm du hành giữa hai nước. Các sự kiện xoay quanh lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ sẽ kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ chiều ngày 19 tháng 1. Ông Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence trước tiên sẽ dự lễ đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia, nơi an nghỉ của hơn 400.000 cựu chiến binh và các thành viên của gia đình họ. Thứ Sáu sẽ là ngày chính thức chuyển giao Tòa Bạch Ốc từ Tổng thống Barack Obama sang ông Donald Trump. Ông Trump và gia đình sẽ dự một buổi lễ cầu nguyện vào buổi sáng trước khi ông đến Tòa Bạch Ốc cùng phu nhân Melania để uống cà phê với Tổng thống Obama và phu nhân Michelle. Theo truyền thống, Tổng thống mãn nhiệm và Tổng thống kế tiếp sau đó sẽ cùng đi từ Tòa Bạch Ốc bằng qua đại lộ Pennsylvania để tới Điện Capitol, nơi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức. Tại Điện Capitol, ông Trump và ông Pence mỗi người sẽ đọc lời tuyên thệ trước sự hiện diện của các quan chức hàng đầu của Mỹ và các nhà cựu lãnh đạo cùng hàng trăm nghìn người dân theo dõi từ quảng trường quốc gia. Ông Trump và ông Pence sau đó sẽ trở lại đại lộ Pennsylvania để tham gia lễ diễu hành tới Tòa Bạch Ốc. Lễ diễu hành sẽ có xe hoa, các nhóm hội đoàn và các ban nhạc mua vui cho hàng nghìn khán giả đứng dọc theo đại lộ này. Vào tối thứ Sáu, ông Trump sẽ tham gia 3 dạ tiệc chính thức sau lễ nhậm chức, một truyền thống đã có từ năm 1809. Nhiều dạ tiệc khác cũng được tổ chức khắp thủ đô Washington. Buổi lễ chính thức cuối cùng vào sáng thứ Bảy là buổi sáng cầu nguyện tại nhà thờ quốc gia Washington. Ngày 20 tháng 1 là lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nhóm truyền tiếp quyền lực của ông chuẩn bị bắt tay vào việc quản trị bắt đầu từ ngày này khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Mời quý vị nhìn lại những điểm chính nổi bật trong giai đoạn truyền tiếp kể từ khi ông đắc cử Tổng thống hồi tháng 11. Tôi cam kết với mọi công dân của đất nước chúng ta rằng tôi sẽ là Tổng thống cho mọi người Mỹ và điều này rất quan trọng đối với tôi. Quá trình chuyển tiếp quyền lực hòa bình từ Tổng thống này sang Tổng thống khác là một trong những trụ cột của nền dân chủ Mỹ. Ngay sau khi giành chiến thắng, Tổng thống đắc cử Trump đã hội kiến Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc. Cả hai đã cam kết sẽ hợp tác trong tương lai. Bây giờ chúng tôi muốn làm tất cả mọi thứ có thể để giúp ông thành công, bởi vì nếu ông thành công thì đất nước thành công. Ngài Tổng thống được ngồi đây với ông là một vinh dự lớn và tôi trông đợi có thêm cơ hội này nhiều lần nữa trong tương lai. Quá trình chuyển tiếp giữa chính quyền sắp mãn nhiệm và kế nhiệm thường khó khăn và phức tạp. Nhưng điều đó không cản chân ông Trump thực hiện cuộc hành trình xuyên quốc gia để cảm ơn những người ủng hộ. Người ta nói đắc cử Tổng thống rồi, không cần tổ chức những buổi tập họp nữa, nhưng tôi nghĩ nên làm phải không? Ông cũng phá vỡ truyền thống bổ nhiệm nội các bằng việc đề cử một số người không thuộc chính giới Washington như giám đốc điều hành công ty Exxon Mobil, Rex Tillerson làm ngoại trưởng và nhà cấp vốn kiêm cựu giám đốc Goldman Sachs, Stephen Mnuchin làm bộ trưởng tài chính. Bằng phong cách đặc trưng của mình, Tổng thống đắc cử Trump tiếp tục lên Twitter phát biểu, dành những lời lẽ nặng nề cho những người chỉ trích và tán dương những người như Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù những báo cáo tình báo của Mỹ kết luận Nga tấn công tin tặc và tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Trước quá trình chuyển tiếp có phần khó lường gồm những phiên điều trần của Thượng viện chuẩn thuận những đề cử, các chuyên gia cho rằng chính quyền kế nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng để nhậm chức. Chắc chắn với vị Tổng thống đắc cử này, chúng ta đã nhìn thấy một số hành động chưa có tiền lệ, nhưng nhìn chung việc bổ nhiệm nội các khá ổn. Nhưng điều đó không phải là thước đo sự thành công. Vào ngày nhậm chức, Tổng thống đắc cử Trump cần đội ngũ của ông sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Mọi con mắt đang đổ dồn về thủ đô Washington khi Tổng thống kế tiếp của Mỹ chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức trong những ngày tới. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiếngviệt.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@balammbao.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.